Mình đã tốn hơn 100 triệu để lót lại 100 mét gạch cho sân của nhà mình. Nó mắc tiền nhưng mà thực sự là đối với mình nó đáng tới từng xu luôn đấy. Xác định từ đầu là quán mình sẽ có hai thứ đặc trưng tạo điểm nhấn cho toàn bộ không gian luôn. Một là sơn tường và hai là sân gạch này. Cho nên là mình rất là chăm chút để cho thành quả ra cuối cùng phải là mỹ mãn nhất. Sân gạch này tốn khá là nhiều công sức của mình luôn ấy. Không chỉ là tiền bạc mà còn là cả chất xám và sự liều lĩnh của bản thân nữa. Cái này mình chưa từng thử làm bao giờ cả. Thợ làm cho nhà mình cũng như vậy luôn. Cho nên là không ai biết kết quả ra cuối cùng sẽ như thế nào cả. Từ ý tưởng trong đầu rồi đem ra ngoài làm thôi. Chỉ cần nó sai một đoạn nào đó hoặc là làm không tới được thì trăm triệu này coi như là thành công cốc luôn. Sau khi cán bằng được toàn bộ sân, gạch sẽ được dán cố định trên nền theo hình xương cá. Đóng cái này mà sai một viên thôi là phải làm lại hết à? Các anh thợ làm khá là kỹ và đều tay thì mới ra được cái sân thẳng thớm và đều mắt như thế này ấy. Sau đó sẽ cán một lớp hồ để giữ chắc viên gạch lại và bước cuối cùng là trám xi măng trắng lên toàn bộ các khe hở giữa các viên gạch kia, sẽ tạo nên một bề mặt gần như là phẳng và ron gạch là màu trắng đục. Ron gạch màu trắng này rất là quan trọng luôn nha. Nó sẽ làm cho các viên gạch không còn bị trùng nhau lại và tôn lên màu gạch vốn đã rất đẹp từ đầu rồi. Sự khác biệt giữa ron gạch màu đen và màu trắng là rất lớn luôn ấy. Đó là lý do tại sao mình lại phải mất công đến như vậy. Chờ vài ngày cho khô hết xi măng này đi thì mình sẽ chà sạch lại viên gạch một lần nữa. Lúc đó màu trắng cũng sẽ trầm xuống và bức tranh cuối cùng sẽ được hòa hợp lại là đẹp nhất. Cho ra một chiếc sân đi thực sự là sướng chân luôn ấy.